Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Do chủ đầu tư chậm tiến độ, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đề xuất thu hồi dự án tổ hợp khách sạn Movenpick Central có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Vietgroup của đại gia Nguyễn Đức Thành. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về đề xuất thu hồi dự án tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh Shophouse Movenpick Central tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, ngày 15 tháng 10 năm 2020, Sở Xây dựng Quảng Bình ký hợp đồng số 04/2020/HD/VAGT với nhà đầu tư là công ty cổ phần Vietgroup, doanh nghiệp dự án công ty cổ phần Vietgroup Central thực hiện dự án tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh Shophouse, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Theo đó, nhà đầu tư sẽ xây dựng khối khách sạn cao tầng tối đa 29 tầng, không quá 100m, với diện tích sàn khoảng 21.900m2, xây dựng khối nhà ở kết hợp kinh doanh Shophouse cao tối đa 6 tầng, không quá 22m, với diện tích sàn khoảng 8.087,82m2 và công trình hạ tầng thiết yếu khác. Diện tích sử dụng đất là 2.911,6m2, trong đó đất xây dựng khách sạn 1.225,6m2, đất xây dựng nhà ở kết hợp kinh doanh 1.686m2, tổng mức đầu tư dự án là 936 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 29 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, ngày 15 tháng 10 năm 2020. Theo tính toán, ngày hết hạn thực hiện hợp đồng là ngày 15 tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay tháng 6 năm 2024, thời gian thực hiện hợp đồng quá hạn 12 tháng theo quy định của hợp đồng. Trên thực tế, dự án mới triển khai đóng cọc khoan nhồi thí nghiệm, chưa triển khai thi công cọc đại trà và các hạng mục khác. Ngoài chậm tiến độ, dự án này còn chậm các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Cụ thể, nhà đầu tư chỉ mới nộp giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước với số tiền 293 triệu đồng, chưa nộp tiền sử dụng đất tạm tính lần 1 bằng 10% giá trị tiền sử dụng đất sơ bộ tạm tính, số tiền 5,345 tỷ đồng, chưa nộp tiền sử dụng đất dự án, số tiền là 84,106 tỷ đồng. Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho rằng nhà đầu tư đã vi phạm vào điều 3 hợp đồng về thời gian thực hiện hợp đồng. Ngày hết hạn thời gian thực hiện dự án là 24 tháng 12 năm 2023. Vi phạm điều 10 hợp đồng về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp. Vi phạm điều 7 hợp đồng về bảo đảm thực hiện hợp đồng. Vi phạm điều 12 hợp đồng về yêu cầu thực hiện dự án. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình tham mưu thu hồi chủ trương đầu tư dự án. Sau khi có thu hồi chủ trương đầu tư dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi đất dự án. Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần Vietgroup được thành lập năm 2014, tiền thân là công ty cổ phần thi công cơ giới 318, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đăng ký ngành nghề xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Ba cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Đức Thành, ông Lê Việt Hà và bà Trương Thị Thanh Nga. Từ sau khi đổi tên thành Vietgroup như hiện nay, công ty liên tục tăng vốn lên 65 tỷ đồng, 220 tỷ đồng và 500 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, ông Nguyễn Đức Thành sinh năm 1973, nắm tỷ lệ chi phối 76%. Bà Trương Thị Thanh Nga và ông Lê Việt Hà sở hữu lần lượt 20,9% và 3,1% còn lại. Người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Hoàng Minh Nghi. Vietgroup có một số công ty thành viên là công ty cổ phần Vietland, công ty phát triển điện Cửu Long và công ty đầu tư VBS Group, tập trung vào bất động sản nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch và đầu tư năng lượng. Ngoài dự án Movenpick Central, Vietgroup còn là nhà đầu tư khách sạn và nghỉ dưỡng Pullman 5 sao tại khu vực bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trên website, Vietgroup còn giới thiệu làm chủ đầu tư một số dự án khác như dự án Vietgroup Central Plaza, dự án Radisson Hotel Quảng Bình, dự án Melia Park Hotel and Resort, khách sạn 4 sao Sài Gòn Quảng Bình có mặt tiền nhìn ra sông Nhật Lệ, khách sạn 3 sao Sài Gòn Phong Nha. Đồng thời, Vietgroup từng tham gia thi công ở dự án Golden Dragon Plaza do công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn, nay là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Trường Sơn, làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, cổ đông chia phối Vietgroup, ông Trần Đức Thanh cũng sở hữu cổ phần đáng kể tại PVC Trường Sơn. Ngoài ra, ông Trần Đức Thanh và ông Lê Việt Hùng, chủ tịch PVC Trường Sơn và PVC Trường Sơn từng mua lại công ty cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án Thủy Điện Đại Bình tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Tháng 9 năm 2016, dự án từng bị đình chỉ thi công do gây ngập úng. Tại Quảng Bình, ông chủ Vietgroup Trần Đức Thanh nổi tiếng sở hữu siêu xe Mercedes Maybach S600, biển tiêu quý 73A-09999. Theo dữ liệu của phóng viên,
Tháng 4 năm 2022, Vietgroup mang chiếc xe siêu xe này dùng làm tài sản đảm bảo tại một ngân hàng. Được biết chiếc siêu xe này có giá mua mới tại thời điểm đó chưa thuế phí hơn 14 tỷ đồng. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!